Xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị thân mến, hiện tại thì bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại khoảng 106 nước ngoài vùng lưu hành của bệnh. Với địa bàn có ca bệnh rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam là hiện hữu. Tuy nhiên thì thông tin về việc nước ta xuất hiện ca bệnh đầu tiên vẫn làm nhiều người hoang mang và lo lắng. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi đã kết nối được với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh để giải đáp về vấn đề này, liệu rằng đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam thì liệu có bùng thành đại dịch hay không? Mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ Trương Hữu Khanh ngay sau đây. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Khanh. Xin chào Thanh Ráp, xin chào Alo bác sĩ. Dạ, trước tiên thì Thanh Ráp xin phép nhờ bác sĩ Khanh có thể đánh giá thì khả năng lây bệnh ra cộng đồng từ ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước ta ra sao ạ? Theo tôi thì cái hiện tượng này nó cũng bình thường. Và cái khả năng mà lây ra cộng đồng là khá là khó. Bởi vì nhiều nước thì đã có những ca mới ở xung quanh chúng ta đó, ví dụ như Thái Lan hay là Campuchia, thỉnh thoảng nó cũng có những ca xâm nhập vào, cũng phát hiện được. Và đặc biệt là những cái nước mà có khá nhiều ca bệnh đó, thì cái khả năng lây ra cộng đồng rất là thấp, chỉ đóng khung ở những cái đối tượng nó hết sức là đặc biệt thôi, có những cái hành vi nguy cơ hết sức đặc biệt thôi, nó vậy thôi. Thành ra chúng ta hết sức bình tĩnh khi mà chúng ta nghe thấy có một cái ca đậu mùa khỉ ở Việt Nam. Dạ. Và vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay đó là nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ bùng thành dịch ở nước ta ra sao? Liệu rằng virus này có khả năng lây lan như virus SARS-CoV-2 tạo ra thành những làn sóng dịch COVID-19 như nó đã làm 2 năm ở nước ta hay không thưa bác sĩ? Điều này chắc chắn là không. Dạ. Và bởi vì cả thế giới thì mở cửa và giao thương cũng 1-2 năm nay rồi. Và cái bệnh đậu mùa khỉ cũng phát hiện cũng 1.5 năm nay rồi. Đặc biệt là như khoảng 6-7 tháng gần đây. Nhưng mà cái sự mở cửa nó vẫn bình thường, giao thương rất là bình thường, nhưng mà nó cũng không thể xây lây cái mức mà tầm giống như là những cái bệnh qua đường hô hấp khác. Tuy là nó có thể lây qua đường hô hấp, nhưng cho tới hiện nay nó vẫn không lây được. Cũng có nhiều lý do khác với những cái virus khác. Ví dụ đây là một cái con virus, nó thuộc cái họ của DNA virus. Và chúng ta biết là cái DNA virus đó, thì nó cái khả năng mà đột biến của nó rất là khó, khó hơn ARN. Thành ra nó tuy là nó có lây từ người sang người, nhưng mà cái khả năng lây qua đường hô hấp bằng những giọt bắn thông thường á thì nó rất là thấp. Thứ hai là ta nghiên cứu là cái giọt bắn khi mà người mắc bệnh của mùa khỉ á, thì nó khá là lớn. Cái nồng độ virus trong đó cũng không phải là quá nhiều, và nó có khả năng rớt xuống đất chứ không phải là lơ lửng trong không khí, thành ra nó rất là khó lây qua đường hô hấp. Cái thứ ba hiện nay người ta đang nghiên cứu, người ta thấy là cái nồng độ virus ở trong hầu họng của người bị đậu mùa khỉ thấp hơn rất là nhiều so với nồng độ cái virus mà ở trong cái sang hương, cái bóng nước đó, thì cho nên người ta thấy là có khả năng nhiều là do mình tiếp xúc với bóng nước, mình cọ sát bóng nước trên da, mình bị chảy xước thì nó mới bị lây qua đó. Cho nên khả năng, với cái khả năng như vậy đó, thì người ta thấy là hiện nay đó, thì cái đối tượng nguy cơ là có quan hệ tình dục đồng tính nam. Một số trường hợp là gặp ở nữ, một tỷ lệ rất là thấp, dưới 5%. Thành ra chúng ta hết sức bình tĩnh. Và đặc biệt nữa là khi mà phát hiện một người rồi đó, thì người sinh hoạt chung trong nhà đó, tiếp xúc qua đường hô hấp thông thường đó, thì lại không thấy mắc bệnh. Vậy thì theo bác sĩ Khanh thì các trường hợp có tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc là bản thân của mình nghi ngờ mắc các bệnh này thì sẽ được theo dõi trong bao lâu để đảm bảo là không có khả năng lây nhiễm, lây bệnh ra cộng đồng thưa bác sĩ? Cái quan trọng nhất là mình khi mà mình nghi ngờ đó thì mình nên báo với cơ quan y tế. Để mà cơ quan y tế cho mình một cái lịch theo dõi. Nhưng mà thông thường thì nó phải là 21 ngày. Thời gian của bệnh tối đa của nó tới 21 ngày lần. Như vậy thì trong cái thời gian 21 ngày đó mình cố gắng mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác. Và đặc biệt là mình sốt hay là mình có nổi những cái phát ban hay là bóng nước ở da, bất cứ vị trí nào thì mình nên khám để bác sĩ xác định lại xem cái đó là triệu chứng của bệnh lý khác chứ không phải bệnh đậu mùa khỉ. Chúng ta làm như vậy thì trong vòng 21 ngày chúng ta không có triệu chứng gì hết thì xem như là chúng ta an toàn, và khi chúng ta an toàn chúng ta sẽ không có mang cái virus đó ra ngoài cộng đồng.
Thưa bác sĩ Khanh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ thì cho rằng virus đậu mùa khỉ đôi khi lây truyền qua không khí giống như là COVID-19. Vậy thì theo bác sĩ, bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ lây lan qua các giọt bắn lơ lửng trong không khí hay không ạ? Cho tới hiện nay á, cái ngôn ngữ mà lây truyền qua không khí là phải định nghĩa lại. Lây qua không khí là không khí di chuyển từ nơi này đi qua nơi khác lây, nó là lây không khí. Còn nếu lây không khí lơ lửng mình đi vô mình hít vô thì nó là lây thông thường. Hồi xưa tới giờ là cái lây giọt bắn, thì người ta thấy là cái đó có khả năng xảy ra nhưng mà tiếp xúc rất rất là gần. À, còn thông thường thì cái giọt bắn nó lớn sẽ rớt xuống chứ không có lơ lửng như là giọt bắn ở của những con virus hô hấp khác. Thưa bác sĩ, vậy thì thời gian bệnh đậu mùa khỉ diễn tiến như thế nào? Thời gian ủ bệnh bao lâu? Thời gian khởi phát, thời gian toàn phát và thời gian hồi phục ra sao, thưa bác sĩ? Về lý thuyết thì khi mà chúng ta nói về bệnh lý đậu mùa khỉ thì chúng ta phải coi coi nó là lây từ cái gì. Nếu mà nó lây từ cái động vật á thì cái thời gian của bệnh nó cũng hướng ngắn hơn, nhưng mà nếu lây từ người sang người thì thời gian của bệnh cũng hướng nó dài hơn, thì nói chung nó từ 7 tới 14 ngày, tới 14 hoặc 21 ngày. Còn thời gian toàn phát của nó thì thường thường nó cũng 3 tới 5 ngày nó sốt, hoặc là thậm chí là có một số người nó không sốt, đặc biệt là lây từ người sang người. Nên là đâu đó nó sẽ trội có cái sang thương gia, và thậm chí là có người không sốt gì cả, nổi những sang thương gia rất là ít rồi sau đó tự hồi phục. Đó, một số trường hợp khác thì nó có thể có nổi hạch, đảm bảo nó cũng có thể tự hồi phục. Cho nên một số người mà mình không có yếu tố nguy cơ mình bị như vậy có thể mình không biết. Đặc biệt những người mà có yếu tố nguy cơ mà mình giám sát á, mình thấy triệu chứng như vậy mình đi khám á, thì mình mới có thể phát hiện được. Chứ bình thường mình rất là khó phát hiện, bởi vì cái triệu chứng của cái nhóm lây từ người sang người mà xong những cái tổng kết thông thường á thì nó nổi sang thương gia rất là ít, và triệu chứng sốt có thể không gặp và triệu chứng có hạch nó cũng không gặp. Và cho nên cho tới hiện nay mình nói về triệu chứng và diễn tiến của đậu mùa khỉ thì phải hiểu đó là lây ở đâu, lây từ người sang người hay là lây từ động vật. Và trong thời điểm hiện nay nước ta đã xuất hiện một ca đậu mùa khỉ rồi thì những cái dấu hiệu nào xuất hiện mà chúng ta cần phải nghĩ ngay đến đó là đậu mùa khỉ, thưa bác sĩ? Theo tôi thì hiện nay thì chúng ta cũng dựa vào lâm sàng, đó là những cái mụn nước thôi, mụn nước thôi. Tuy nhiên mà cái mụn nước chúng ta phải loại trừ là nhiễm herpes ra, nhiễm thủy đậu ra, hoặc là những cái nhiễm trùng da ra. Và đặc biệt là những cái người nổi mụn nước đó, mình phải tự tự kiểm điểm mình lại xem là mình có đối tượng nguy cơ, có hành vi nguy cơ hay không. Nếu mình có mình đi khám bệnh ngay. Chứ còn đối với một cái sang thương gia mụn nước thì rất là nhiều là nguyên nhân, nó không phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên cái điều đáng mừng là rõ ràng cái ca đậu mùa khỉ ở Việt Nam á thì chắc chắn là họ là lây từ nước ngoài, bởi vì họ đi từ tháng 7 rồi à, tới tháng 9 mà có triệu chứng nó quay và trở về, thì hoàn toàn là mình cũng theo dõi. Đặc biệt là bản thân từng người một, nếu mình có hành vi nguy cơ theo cái cách tiếp xúc như vậy và có triệu chứng thì mình đi khám. Chứ còn nếu mà để mình phát hiện tự nhiên ở ngoài đường có người có triệu chứng như vậy thì vô cùng hiếm. Như bác Khanh cũng vừa mới chia sẻ thì các nốt phát ban là một trong những dấu hiệu đặc trưng của bệnh đậu mùa khỉ. Vậy thì xin nhờ bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là các nốt phát ban trong bệnh đậu mùa khỉ được mô tả như thế nào và thường thì những cái nốt phát ban này nó sẽ xuất hiện ở những vị trí nào trên cơ thể của chúng ta, thưa bác sĩ? Nếu mà họ lây từ bị lây từ từ cái động vật á thì cái phát ban của nó có khuynh hướng rải rác toàn thân, tập trung nhiều ở chi. Nhưng nếu mà họ lây từ cái người sang người á, thì phát ban nó rất khá là đa dạng. Nó có thể ở vùng mặt, vùng miệng, quanh miệng, và đặc biệt là quanh những cái cơ quan sinh dục. Và cái phát ban thông thường cái không phải là nó không phải là dạng phát ban mà nó là dạng bóng nước. Thì những cái bóng nước đó đó nó có khuynh hướng là dễ có cái hóa mủ trong hơn, nên mình nhìn nó cảm giác nó dày hơn, và có thể nó vỡ ra thành những vết loét. Và cái đó chỉ có xét nghiệm thôi, chứ với một cái hình 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 thái của một cái bóng nước mà mình nghĩ nó là đậu mùa khỉ thì như rất là khó. Vậy thì hiện nay thì có những cái loại thuốc nào để điều trị đặc hiệu bệnh đậu mùa khỉ và hiệu quả của những cái loại thuốc này nó diễn tiến ra sao, thưa bác sĩ? Thật ra thì ở Việt Nam mình á, thì không 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 có cái thuốc kháng virus đó, và thế giới thì cũng có thuốc kháng virus đó, nhưng mà người ta chỉ sử dụng cho những đối tượng suy giảm miễn dịch thôi. Dạ vâng. À,
ở thế giới thì sau khi người ta tổng kết cái số lượng mà bệnh nhân mà bị lây đậu mùa khỉ từ người sang người á, thì thấy triệu chứng rất là nhẹ, không cần nhập viện. Đa số những người nhập viện á, đó là những người cần cách ly để tránh lây lan. Thứ hai là do cái vết loét, nó họ đau quá thì họ sử dụng thuốc giảm đau, hoặc là cái vết loét nó bị nhiễm trùng thêm thì người ta sử dụng kháng sinh. Chứ còn cái thuốc điều trị đặc hiệu cho tới hiện nay cũng rất là hiếm sử dụng. Dạ, vậy thì nếu mà chúng ta bị bệnh đậu mùa khỉ hay là nghi ngờ bản thân của mình bị đậu mùa khỉ thì chúng ta nên phải bảo vệ làm gì để mà bảo vệ những người khác? Khi mà ví dụ như chúng ta nghi ngờ bản thân mình bị đậu mùa khỉ thì chúng ta có nên đi thẳng trực tiếp đến bệnh viện hay không thưa bác sĩ, hay là chúng ta phải làm một cái phương pháp nào để mà có thể tiếp nhận được đến nơi điều trị và thăm khám mà thưa bác sĩ Khanh? Theo tôi thì lúc đó chúng ta đừng có để ai tiếp xúc vô cái sang thương gia của mình, Dạ. và mình mang khẩu trang đi đến bệnh viện. Nếu tốt thì mình đi xe riêng đến những bệnh viện chuyên về nhiệt đới á, để nhiễm trùng á, hoặc là bệnh Dạ. viện Gia Liễu á, thì họ sẽ khám những cái sang thương gia đó, họ cho mình xét nghiệm. Và trong thời gian chờ đợi xét nghiệm đó thì mình cũng phải mang khẩu trang, và mình tránh những cái vật dụng mà mình mặc trên người nó cọ sát vào cái sang thương gia của mình á. Tốt nhất là phải giặt riêng, phải khử trùng. Dạ vâng, như bác sĩ đã chia sẻ thì bệnh đậu mùa khỉ thường có thể tự khỏi trong vòng từ 2 đến 4 tuần. Vậy thì trong thời gian này người bệnh chúng ta cần phải chăm sóc bản thân như thế nào để mà nhanh hồi phục nhất có thể và tránh để lại những cái sẹo trên cơ thể chúng ta thưa bác sĩ? Theo hướng dẫn chúng ta cũng chả cần làm một cái gì đặc biệt cho cái những cái sang thương gia đó, chúng ta chỉ cần uống đủ nước, nghỉ ngơi, tránh bị bội nhiễm, là người ta tắm rửa như bình thường. Khi có bội nhiễm ta phải khám để mình điều trị kháng sinh, chứ không cần có một cái thuốc gì đặc biệt cả. Dạ, vậy thì sau khi khỏi bệnh rồi liệu thì rằng có để lại một cái di chứng nào đó trên cơ thể chúng ta hay không thưa bác sĩ Khanh? Cho tới hiện nay thì những cái thống kê của những cái trường hợp mà đậu mùa khỉ từ người sang người thì hoàn toàn không có di chứng gì cả. Dạ, thưa bác sĩ, thực tế thì ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam chúng ta khởi phát thì khi họ đi du lịch ở Dubai. Như vậy thì nhờ bác sĩ Khanh có thể nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả khi ra nước ngoài chúng ta cần làm gì để bảo vệ bản thân trước nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ ạ? Cái điều này là mình chỉ thực hiện được cái điều cơ bản thôi. Để Dạ. khi chúng ta đi nước ngoài đó thì tránh sóc tiếp xúc với những cái đối tượng lạ đó, còn rất là thân mật, và nên 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 tránh tiếp xúc đó. Vì chúng ta nhìn bên ngoài mà không thấy được sang thương gia đâu. Thứ hai là nếu mình có một hành vi nguy cơ nào đó tiếp xúc rất là thân mật thì phải theo dõi sức khỏe của mình cho đủ 21 ngày thì mới là an toàn. Thì chỉ có cách đó thì chúng ta mới giảm được cái nguy cơ thôi. Một số trường hợp đó thì chúng ta có thể lây khi tiếp xúc qua cái quần áo của họ, thì chúng ta phải cẩn Dạ. thận cái đó. Nhưng cái tình huống này rất là hiếm. Dạ vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh với những chia sẻ trong số phát sóng lần này. Mong chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe ạ. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi của bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ về căn bệnh đậu mùa khỉ cũng đã khép lại số phát sóng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.